Phải anh chung mà điểm không vậy? Đó đó, cái gì không? À, cho hỏi là đồ anh mặc trên người là bao nhiêu? Anh hỏi có set đồ, rồi cái set đồ của em nó nhiều giá lắm. Cái ngày đi lúc đi chơi nè, đi làm nè, đi tắm, đi ngủ đó. Giá mỗi giá nó khác nhau, anh nói với em. Rồi cái đồ anh đang mặc trên người á. Đồ em, bộ này đâu là công sở, giá cũng hết 3 tỷ á. Dữ vậy? Cái thẻ này hết kiếm hết 500 triệu rồi nè, thấy chưa? Rồi mất kiến nhiều. Mất kiến là của hãng Discovery nè, 400 triệu nè. À, còn quần cái áo quần mặc đây là nó khác chút, kinh quá áo chạy trời nó 50, rồi đôi dài cái hàng sale nhưng mà đầy đường có 45 triệu thôi, nhưng định không có sạc tia thì sạc tia hiệu nè, đó sạc tia hiệu này cho sạc cái hiệu là 10 triệu.